Xin chào khán giả. Trong clip này tôi giới thiệu cho chúng ta xem một cái vườn cây xã Phú An, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, ở nhà vườn của anh Thái. Thì hôm nay tôi đến đây và sẽ ghi hình cho chúng ta xem tất cả những cái cây của anh ở đây và những cái cây anh Thái đang cũng có nhu cầu giao lưu. Nếu chúng ta cảm thấy hợp lý, chúng ta có thể nhấc máy gọi điện cho anh Thái để giao lưu với anh những cái cây ở trong vườn của anh. Có rất nhiều cây. Đây tôi tính vào đó vào hàng hecta đất đều trồng cây, kiểu cây bonsai hết. Anh em theo dõi nha. Ở trong vườn này thì có rất nhiều những cái dòng cây. Đa số là nguyệt quế này, mai vàng và khế gân, lê kim ma, thậm chí là có cả những cây xanh, tùng la hán rất nhiều ở đây. Và chúng ta sẽ theo anh Thái đi ra vườn để ghi hình. Trước mặt chúng ta đây là một cái cây nguyệt quế rất lớn, thân đế lớn. Đây nhá, thực sự là khi vào đến miền Nam này tôi mới thấy được hết là những cái cây nguyệt quế có thân rất là khủng. Gọi là khủng thì nó hơi thô chút nhưng mà chúng ta gọi như vậy. Đế lớn bao nhiêu anh nhỉ? Đế này 96. Hoành đế 96. À, hoành thân á, hoành thân gốc. Hoành thân 96 à? Hoành đế trăm mấy. Đế thì hơn trăm nha. Đây nha, chúng ta xem cái cây này là cái cây mà anh Thái đang muốn giao lưu này. Cây có cái phần thân cốt co lắc và những cái đường u lần kéo dọc thân. Chốt 1 cũng rất hợp lý. Đến chốt 2 cũng vậy. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh? Cây này cao khoảng 4 mét. 4 mét á? Đây là dòng nguyệt quế có bao nhiêu dòng tất cả anh? Nó cũng 3 dòng. Dòng lá chung, dòng lá lớn, dòng lá nhỏ. Dòng lá này là dòng lá chung. Lá chung. Giao lưu khoảng tầm bao tiền thì giao lưu? Cây này giao lưu 350 triệu anh. 350 triệu. Và một cây nguyệt quế rất lớn, một cây nguyệt quế có thể nói là hàng đại thụ. Anh Thái báo giá 350 triệu. Nếu chúng ta có nhu cầu thì hãy liên hệ với anh Thái để sở hữu cho mình những cây nguyệt quế lớn như thế này thì quả thực là cũng rất khó tìm. Cây nguyệt quế thì nhiều, thế nhưng mà cái cây mà bông tàng ấy, đầy đủ ấm thân, các chốt hợp lý là cũng là rất là khó. Tôi sẽ quay mặt đối diện cho chúng ta cùng xem. Đấy, đây là cái vế đối diện này. Thân đế côn có rễ bệ móng. Vâng, chúng ta sẽ đi qua một cây khác. Nhờ anh Thái anh dẫn em đi. Cây ổi này lớn nhỉ. Cái cây ổi này là cái giống ổi gì anh? Ổi xẻ ruột đỏ xưa anh Phong. Ổi xẻ ruột đỏ xưa. Ruột đỏ. Gọi là ổi đào đúng không? Cây khá lớn nhá. Chúng ta có thể xem chi tiết. Da của cây ổi này rất mịn, không bị cháy này. Méo. Thân méo mạnh. Hoành đế bao nhiêu anh? Hoành đế 85. 85. Thoát thân từ dưới kia lên lên đến trên này là bao nhiêu? Một mét. Một mét, chắc mét hai, độ khoảng mét hai. Tới trên cành số 1. Cái cây có dáng rất nghệ thuật. Đấy. Chúng ta có thể so sánh anh Thái anh đang đứng. Một cây ổi xẻ, ruột đỏ, thân lớn. Anh giao lưu cây này khoảng bao nhiêu thì ra được?
120 triệu. Vâng, một cây ổi có cái giá là 120 triệu báo giá tại vườn. Có thân khá lớn. Cây này mà chúng ta có thể trồng trong một cái góc sân cạnh cái khu chỗ lầu trà ngồi uống nước hoặc là cạnh hồ cá koi. Rất hợp lý. Dễ bệ móng. Cây này khỏe. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cây tiếp theo. À, ở đây là một cái cây khế. Khế này là dòng khế gì anh? À, này khế chua. Khế chua của miền Nam. Đây nha, chúng ta nhìn cái cây khế này có cái thân rất đẹp. Cái thân lắc. Lắc nhẹ nhàng. Và cái thân nó đã méo bệnh rồi. Cây già nó như vậy. Cũng có những u lần. Địa y. Đây những thẹo. Những vết cắt đã được liền. Những tay chốt vẽ cũng là điệu cây. Cái này làm lâu chưa anh? Cây này cũng mình tạo tác nó cũng cả tầm 8 năm. 8 năm rồi. Là mình mang về nhà vườn mình á. Chứ ngày xưa có người ta mình nhường lại có người ta thì cũng có tạo sơ sơ. Và đến bây giờ đã được 8 năm rồi và cây cũng tương đối hoàn thiện rồi. Đưa lên bể chơi được rồi. Cây này thì tầm bao nhiêu tiền thì anh bán được? Cây này 40 triệu. 40 triệu cây khế này. Vâng, chúng ta có thể xem thật kỹ, tôi sẽ quay các hướng đối diện. Đây là cái chỗ anh Hun à? Cái chỗ mình để chọn mình trồng cây để mình chọn vô để mình vô cây. Anh trộn với cái gì thành phần đất như cơm dừa với cho cháu với cháu tươi đất cát chấu Hun cộng chấu tươi cộng sơ dừa cộng đất và cát cát mình trộn lại trồng cho cây. Thế thì trong cây anh có cho thêm ăn thêm cái gì nữa? Cây thì mình có thêm phân hữu cơ, phân hữu cơ vô cho bò dưỡng cho cây rễ nó dễ phát triển xốp đất. Vâng, xốp đất cây nó dễ tạo. Cái thân cành có những cái độ lắc, đường lắc cũng rất khó. Cây khế để mà làm được tay cành như này cũng khá là khó. Chúng ta có thể hình dung được. Đấy. Tôi sẽ chuyển sang một cái cây tiếp theo. Vâng, ở đây là cái cây tùng La Hán. Một cây tùng La Hán rất lớn. Tôi ước chừng cái chiều cao lên ngọn kia là khoảng 5 mét. Cây tùng này có cái thân đế rất lớn. Đây là một cái gốc tùng phải nói là lớn và đẹp. Đây là phần đế. Đế cồn nhá. Đây. Cái thân của cây này là cái cồn lên trên kia nhá. Và rất lớn. Vành hoành đế của hoành đế gần hoành thân gần đế 90. Đấy. Anh thấy anh báo là 90. Còn lên cao kia cứ nhỏ dần nhá. Cái cây này thì chúng ta có thể trang trí sân vườn. Đấy. Khi có một không gian đẹp, trang trí sân vườn với cái cây này thì cũng rất ấn tượng. Vâng, tôi giới thiệu qua cái cây này như vậy và sẽ nhờ anh Thái chuyển tiếp sang một cái cây khác. Đây cũng là một cây tùng La Hán nữa. Cái này nhỏ hơn cái kia một chút nhỉ anh nhỉ? Cây này giá cỡ 70. Ừ, hoành đế 70. Hai cây này anh bán bao tiền? Hai cây này mình bán với giá 120 triệu à. 120 triệu hai cây? Một cặp. Một cặp. Nếu mà cặp này mà để chào ngoài cổng
hoặc trước cửa từ đường hay một nhà ngôi nhà lớn sẽ rất hợp. Vâng, hai cây tùng là hán rất lớn. Chúng ta theo anh đi. Cây nguyệt quế này có giao lưu không anh? Có mình được cái nào thì mình ra luôn á. Cây này đang nuôi nhỉ? Cây này đang nuôi bông tán nó. Nó tại mình chưa tỉa nó ra, nó thấy nó hơi lùm xùm. Được đấy, cái cây này tạo dáng bonsai đẹp, bộ đế này. Cái đế này anh có tác động gì thêm cho nó hay nó tự nhiên đấy? Này tự nó già nó lên gân, còn mình tác động cái phần cành. Vâng. Chứ đế nó thì mình không có tác động tới. Cái phần cành đây là anh chưa tác động nhiều đúng không? Đúng rồi. Mới nuôi để cho hồi cây. Cái này nó cũng mới đi có mấy nước à. Vâng. Mình chưa có thành phẩm. Như cây này thì anh giao lưu khoảng bao nhiêu được? Cây này phải 25 triệu anh. 25 triệu. Này mình tỉa nó ra thì coi cũng đây, được cái được bông của nó đây. Nụ. Đấy, mình chưa có đợt tỉa nó hơi lùm xùm. Anh em nào mà ưng cây nào thì có thể nhấc máy liên hệ với anh Thái để sở hữu cho mình những cái cây ở đây về làm tiếp. Đây là nguyệt quế bông chùm mà anh. Bông chùm, nó là bông nhặt cái lốc, bông chùm chùm không ạ. Hay nhỉ. Cái loại chùm này với loại khác thì nó mấy cái loại lá lớn bông nó thưa thớt lắm, nó không có bông chùm như vậy. Lá này lá nhỏ, lá chùm là nó bông nó nhặt lắm. Đang ra rất nhiều. Hoàng nhánh luôn á. Nguyệt quế thơm. Cây này nó côn ở hay ở cái thân này này, đúng thân rồi, đế lớn rồi cái. Mà này mình tẻ ra nó rất là đẹp. Tại chưa có tẻ nó làm chùm, tẻ ra tay bông nó đều hết trơn. Cây tử của nó lật cái lóng anh Phong. Nó bị mình không thích. Ở ngày em lưu mô quá chưa có tẻ. Vâng, cây đang nuôi thì cần gì phải tỉa anh. Đúng rồi. Các bạn nếu anh em nào mà thích thì vẫn cứ thể giao lưu được. Đúng rồi. Về làm tiếp. Và tôi sẽ nhờ anh Thái chuyển tiếp. Đây cũng là một cây nguyệt quế nữa. Cái dòng cây này với cây kia có khác gì nhau không anh? Cây vừa giống, rồi ấy. Cái giống này một thứ anh Phong. Vâng. Nhưng mà cái dáng thế thì nó khác thôi chứ cái giống là cũng lá chung à. Em chọn chỉ lá chung này không. Vâng. Không có chọn những cái giống lá lớn mình không có chuộng. Vâng. Nó không có đẹp cái cây để cho mình tạo cây kiển. Cây nó già nó lên vảy sừng như này. Nó già là tự nó nổi gân lên và nó bung chốc xù xì lên. Đẹp nè. Nó lắc lượn gân nó nổi tự nó tạo cái gân lên. Để tìm một cây nguyệt quế có cái đường co cong như đường công thức 1 này. Đúng quả thực là cũng ít thấy. Thân đế lớn. Hoành đế bao nhiêu anh? Để cái này chắc cũng cỡ 6 mấy 65 anh Phong. 65 á? Tại dòng cái cây kiển nguyệt quế này á mình đo lên hoành nguyên do cái nó nổi gân nó lên đó. Vâng. Mình thấy nó vậy chứ đo cái hoành nó 65. Hoành 65. Thân co lắc này chúng ta nhìn này. Co lắc uyển chuyển rất uyển chuyển nhá, co lắc từ hướng kia lui về đây, lên. Lên đây, cất lên lại sang đây. Đấy. Một cây nguyệt quế có đường co rất đẹp, thân. Cây đang nuôi đang làm. Nếu anh em nào thích thì có thể liên hệ với anh Thái để sở hữu cho mình cái cây này. Báo giá bao nhiêu tầm này anh? Cây này 45 triệu anh. 45 triệu là ra. Vâng. Các anh em lưu ý nhá, ai thích thì có thể liên hệ với anh Thái. Và tôi sẽ vào quay nguyệt quế tiếp rất nhiều. Ui rồi. Sau khi quay cây nguyệt quế này tôi sẽ quay cây lê kima này, cây trứng gà đấy. Cây nguyệt quế này thì bán bao nhiêu anh? Cây nguyệt quế này 25 triệu anh. 25 à? Cây 25 triệu. Nguyên do là cây bóng thôi. Chứ nó không có thật về cây kiển, nó chỉ là cây trang trí sân vườn. Trang trí sân vườn thôi. Cây nguyệt quế mà trang trí sân vườn cũng đẹp chứ, hoa thơm. Bông thơm. Em chỉ tạo nó cái tàn con, tàn vụ ở trên. Vâng. Bộ đế lớn. Để tạo cây này thành cây kiểng lâu ấy. Cây này cao tầm độ 3 mét. Tầm đó. Vâng, tôi nhìn thấy cái cây lê kima. Đây có thể nói là một cây lê kima khá độc đáo.
ở cái bộ thân đế này. Cái cây này kiểu như trước là nó bám bờ mương hay bờ kênh. Cái ngày xưa ở nó bị bật gốc anh Phong. Vâng. Rồi nó mới dựng cái ngọn nói lại. Rồi cái thân hình nó gốc nó mới vậy. Ngày xưa của chủ đâu, ngày xưa mình cũng không biết. Mà nghe chủ ta tả lại vậy. Anh mua của người khác. Mình cũng nhờ lại có bạn bè. Nên vậy. Một cái bộ đế cây Lê Kima cũng là hàng hiếm, khó tìm. Đây là do thiên nhiên tạo. Chúng ta có thể xem những cái đường co lắc méo xẹo này. Đúng quả thực là hiếm đấy. U lần này, u biếu, bộ đế lớn. Nhưng mà khoanh cái bộ đế này chỉ có đoán thôi chứ còn đoán thôi. Nó phải trên trăm nha. Trên này trăm mấy, mình chúng đoán thôi chứ mình không có đo cái phần nữa. Cũng kéo thẹo này. Đấy, lên đây thì cái cây bắt đầu cất cái ngọn lên. Chúng ta sang hướng đối diện này. Nằm như cái con hải cẩu. Cây Lê Kima nằm như con hải cẩu. Cây này mà chúng ta trồng ở trong cái không gian có hồ cá koi hoặc lầu trà sẽ rất hợp lý. Đây cũng là một trong những cây trang trí sân vườn. Ô, trái lớn này cơ hả anh? Trái nhiều lắm, trái màu vàng đấy. Trái nó đùng. Trái rất lớn, cái quả trên kia kìa. Trái trên kia lớn này. Ông cũng mới hái chứ trái nó nhiều lắm. Trái đế to như trái cam. Nó đùng 3-4 trái. Giao lưu cây này thì tầm bao nhiêu anh? Cây này 120 triệu anh. 120 triệu. Vâng, anh Thái báo giá một cái cây Lê Kima 120 triệu. Chúng ta có thể liên hệ với anh Thái để sở hữu cho mình cái cây này về trang trí sân vườn. Và chúng ta sẽ chuyển tiếp sang một cái cây nữa. Cái cây khế. Vâng, đây là một cây khế lùn. Có các tay co, các đường co lắc rất khó. Đế bẹ lớn và xù xì. Hoành đế này nó rơi vào hơn trăm đấy. Nếu tính cái đế này. Đế này già lắm. Còn hoành thân chỗ này thì nó vào khoảng 90. Đây, chúng ta xem cái tay đây. Cũng được uốn từ rất lâu rồi. Đường co lắc. Chua hay ngọt anh? Này khế ngọt anh. Khế ngọt. Đây bông tàng đây. Cái đợt không có trái nhiều lắm. Vẫn còn dây cuốn. Chúng ta chuyển hướng sang bên này, xem cái vế thân bên này nhá. Yeah. Bao nhiêu thì ra được anh? Cái này 50 triệu. 50 triệu. À, cái này 50 triệu. Anh em nào mà thích thì có thể liên hệ với anh Thái nhá. Và chúng ta vẫn có thể là thương lượng. À, đấy là cái giá anh báo ra. Báo giá vẫn còn thương lượng. Vẫn còn thương lượng đúng không? Vâng, tôi sẽ chuyển tiếp. Cây mai thân lớn này lắc. Đây là một cây nguyệt quế nữa. Một cây nguyệt quế cổ thụ. Chúng ta xem nhá. Cái đế này thì đúng quả thực là hoành đế bao nhiêu anh? Đế 100 mấy anh Phong rồi. Đế hơn trăm. À. Em đang lắp đế nó lại cho nó nở đế. Đang nuôi đế. À. Trời ơi. Thân sao nó méo này. À, nó dạng như rêu mọc à, chết đi đã đen này. Cái này tới đợt mình phải rửa vệ sinh nó một lần, lâu lâu mình vệ sinh nó một lần. Đây nha, chúng ta đây, ở bên trong là trắng này. À. Chúng ta có thể xịt cái vòi áp lực. Vào nó sẽ trắng. Vâng. Cây này là cái cây mà chia rất nhiều tay cành
xung quanh các hướng và thành nhiều tầng, tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Các tay chốt có thể, các tay chốt ở đây vẫn mọc lệch nhá. Đấy, đến méo đến cả tay rồi đây này. Chúng ta có thể xem này. Cái này cũng giá trị đấy nhỉ. À, cái này giá tầm giá bao nhiêu thì ra được anh? Cái này em bán kèm với một cây kia. Hồi mình quay cây này xong mình qua cây kia em báo giá anh không? Báo cả cặp á. À, một cặp mấy mấy. Lớn quá. Cái cạnh của nó là mình leo lên phà anh không? Vâng. Người lớn mình leo lên cái cạnh của nó không nhầm. Người lớn leo lên cái cành. Không ăn không. Không ăn nhầm gì đâu. Lớn quá. Đâu rồi? Cây kia đâu anh? À, cây kia bên. Cái này. Đây em để em quay cái chỗ này. À. Cây thì thấp, gọi là cây lùn, nhưng mà đế to, tay cành xòe đều xung quanh. Cao khoảng tầm hơn 2 mét một chút, tới ngọn. Chúng ta qua cái cây tiếp theo. À, cũng là một cây nguyệt quế cổ thụ, siêu khủng. Đây, gớm thế này. Này sau... bác làm từ bao giờ nắm cây lớn thế này? À, cũng mình mười mấy năm rồi anh Phong. Mười mấy năm là mình làm nhiều. Ngày xưa em thích từ nhỏ. Vâng. Lúc mà em làm nhiều thì tầm mười mấy năm. Đi tìm cây nguyệt quế mà nó lớn như thế này chắc cũng hiếm đấy nhỉ? Dạ. Nói chung giờ cây mà lớn như ở đây á thì chỉ có một vài anh em có thôi. Vâng. Chứ không phải ai cũng có. Có thì có cái cây nguyệt quế nhưng mà nó không được lớn vậy, không được đẹp vậy. Cũng là hàng độc đấy. Cây lớn như này. Đây nha, chúng ta quay xung quanh. Thân méo này. Thành những cái đường gân chạy dọc thân. Méo mó. Rất ấn tượng. Đây là cây trang trí sân vườn. Nguyệt quế trang trí sân vườn. Bóng tàng của nó phải đến 4-5 mét, càng rộng. À, nguyệt quế bán theo cặp. Cái cây vừa rồi với cây này. Cái cặp này anh bán bao nhiêu? Cái cặp này bán cây này với cây mình mới vừa quay rồi đó là 1,5 tỷ anh Phong. Tỷ rưỡi à? À, 1,5 tỷ. Vâng. Một cặp nguyệt quế 1,5 tỷ. Siêu khủng. Có thể nói là lớn đến thời điểm hiện tại là tôi thấy lớn nhất từ trước đến giờ. Cái bông tàng từ bên này, từ bên này sang vế bên này nó rơi vào khoảng độ 5 mét, 4,5 mét đến 5 mét. Hoành đế này lớn này. Hoành gốc là 1 mét. Hoành đế thì quá bự không có đo. Ồ, hoành gốc 1 mét, hoành đế lớn hơn nữa. 1,5 tỷ một cặp. Vâng, tôi xin dừng cái video clip tại đây để chuyển sang một clip mới. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.